Rồi chào anh em nha, hôm nay là mùng 10 nha. Ngày cuối cùng mình sẽ bán cho anh em với mức giá thiệt là tốt luôn nha anh em ơi. Hôm nay là ngày mùng 10 âm lịch, cũng như là hôm nay là ngày vía thần tài nha. Mình lên cho anh em cục máy custom 90 ba số có đời hàng zin để xe kho Honda Sa Lan ngoài địa Nhật về nha. Ngày hôm nay mình bán duy nhất một cục này chỉ có mức giá 9,6 triệu thôi nha anh em, bao gồm máy, nắp cá, bình xăng con que đầy đủ. Không bao giờ anh em mua cục máy bình mà luôn bình xăng que của custom 90 mà hàng riêng đã xe kho nội địa Nhật mà có giá này. Mình lên cho anh em một cục nha, bán lấy giấy nghe thằng tài nha anh em. Máy tình trạng là nguyên zin, sơn si zin toàn bộ, máy đời cao hàng zin đã xe kho Honda Sa Lan nội địa Nhật về. Bao nổ, bao im, bao không dụng khú, bao không khói. Full bình xăng que đầy đủ luôn nha. Đầu bông keo đẹp, còn cờ nguyên zin chưa đụng chạm, bao anh em này thợ test nha. Rồi mình bán mình lấy giấy ngay thằng tài mùng 10 nha anh em, chỉ 9,6 triệu thôi nha. Anh em nào chốt thì alo mình nha, 0933996332. Cục máy này nếu mà bình thường giá chuẩn chung thị trường, nếu luôn bình xăng que này không bao giờ có giá dưới 11,5 triệu cho cục máy custom 90 nha anh em. Hôm nay ngày vía thần tài mình bán lên cho anh em bộ này chỉ có 9,6 triệu thôi. 9,6 triệu thôi. 9,6 triệu để mình lấy số đẹp nha anh em. Anh em thấy mình lần lần vỗ cục máy, bán cục máy không nó tầm khoảng 10 triệu, bộ bình xăng con que bộ tử này khoảng 2 triệu nha anh em. Thì đó. Thì khi nó tầm phải rơi giá khoảng từ 11 triệu mấy nha cho full máy này. Nguyên cái máy này rất là đẹp như thế này mình bán cho anh em chỉ giá là 9,6 triệu thôi nha. Anh em nào chốt thì cứ alo mình 0933996332 ha. Giá tốt cho anh em về dưới thằng tài nha anh em. 9,6 triệu nha.